Ê, ôi mèn đét ơi, cái con gì vậy trời? Ôi à, mẹ ơi, con gì vậy hả? Trời ơi, con này con gì vậy? Úi trời ơi, tự nhiên chỗ này sâu dữ vậy, biết bao nhiêu chỗ kẹt. Đang lớn luôn à, Mẫn đi thăm dớn, quý cô chú anh chị cả nhà mình cùng đi thăm dớn với Mẫn nha. Cá nó lội nhìn thấy luôn á. Hy vọng bữa nay Mẫn thăm sẽ có cá. Trời ơi, gác 8 thiên gác nữa rồi. Mẫn à, đi xuống dãy á, Mẫn phát hiện ra được một chỗ. Ôi im lắm, nhủ dằn im luôn. Chỗ đó đặt bẫy im, nhủ dằn im luôn. Vẫn đang đợi mưa nha cả nhà. Vô vũ cái đây dân. Vẫn đang đợi mưa. Mưa xuống hả? Chốt dữ lắm. Cậu Mẫn khoái nó chốt lắm. Có cái chốt cho Mẫn gửi cho cậu. Nghe tiếng nghe tiếng đã luôn. Mà không biết là cá bự cá nhỏ nè, hay là tép nó búng ra, mang tép chì nó búng á, chắc vậy quá. Trời ơi, lâu lắm luôn mới gặp con cá đối. Ôi, nó nằm ngủ ngỡn hết trơn luôn rồi nè. Mình lắc cho nó rõ bớt nước. Bữa nay hơi nặng mùi mấy bữa rồi. Ê rồi, một con phóng ra luôn. Trời ơi, con này con gì vậy? Con này nè, con này con gì vậy? Sao bữa nay nó vô nhiều dữ vậy nè? Trời ơi, con ác nổi tùm lum hết trơn luôn mày. Mẫn đi xuống đây thăm dớn rất là lâu luôn, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Mẫn thấy cái con đó luôn á. Thật ra cái con đó con gì vậy trời? Để xíu nữa Mẫn cho cả nhà coi kỹ nha. Sao mà tự nhiên cái nó ở ngang xương à? Con gì mà nó lạ lẫm như vậy?
con nhiều mà nó ngộ quá cô chú ơi. Phải chi nó dính con cá gì lạ lạ đi, mình không có bất ngờ. Ôi ôi. Giờ trèo lên dốc này hơi bị đuối nha. Để mà đi đường kia nha cả nhà. Tự nhiên cái ngồi trong đây đi. Ây da. Ây. Thật sự là Mẫn muốn biết cái con này là con gì luôn á. Hồi nãy nó phì bự lắm. Rồi bây giờ nó. Nè cả nhà. Thật sự con này là con gì? Nè. Cô chú ai biết bình luận cho Mẫn biết chứ nha. Con này con gì nó ngộ quá à, con này còn bự hơn nè, cái đầu của nó nè, rõ ràng nó có cái dòi luôn nè. Ôi con này nó lạ quá lạ quơ luôn, để Mận kiếm thử hay còn thêm con nào nữa không. Ừ, nhiều lắm ông ơi. Ừ. Con này mà ai nói với Mận mà ăn được chắc là Mận không tin luôn á. Vẫn đủ buổi ăn nha cả nhà. Bữa nay tôm nhiều lắm nè, nay tôm bự luôn, bữa nay nó bún thạch luôn. Đó. Nhưng mà cái hình dạng của nó Mẫn thấy nè, như cái con này đi, nó không có căng tròn 100% mà nó kiểu như nó hơi bị tròn méo vuông có đủ luôn, kiểu như nó hơi bị gập ghềnh luôn á. Nè năm con này nè. Giờ Mẫn vô trong trong kia muốn lửa. Ê đây con lửa đây nè. Cái này là không hiểu luôn á. Ơi. Ừ. Nói chung là hôm nay cá cũng nhiều nữa. Bây giờ mình đi lựa nha. Đi lựa. Có ghẹm mày nè, ghẹm nhỏ. Lần đầu tiên Mẫn thấy luôn á. Trời ơi. Mấy con cá này á không có ngán nha cả nhà. Bình kho ăn ngon dữ lắm. Đổi chỗ liên tục luôn. Ừ.
nay tôm, bữa nay dính tôm nhiều lắm. Tôm quá chừng là tôm luôn. Cá à. Trời ơi. Cái con cá biển không mới bỏ vô này, con cá kêu cái gì ta? Cũng không biết kêu cái gì luôn. Người ta lừa, cứ kêu là bán vịt mắt xéo Đài Loan, cứ tưởng đâu là mắt xéo Đài Loan thiệt, ai dè bây giờ nuôi ra không phải, nuôi ra toàn là vịt cổ cò không, nó ăn hao lúa quá chừng. Tết nè, còn tép còn tôm nhiều lắm. Khi cái con này nè, cái con này nó phá đất nữa, nó con này nó phá đất lắm nè, cái càng nó bự lắm. Này nó đang bò lên. Trốn trong đây hả tép? Ủa? Con này con gì nữa vậy? Đây. Rồi lần đầu tiên Mẫn thấy luôn. Ây da. Ôi cả nhà ơi. Hả? Lạ quắc lạ quơ luôn. Nè. Không, con này quá lạ rồi. Để Mẫn bắt ra mới được. Nó đi đâu rồi? Đây. Nó nữa hả? Hay là cái con gì nữa? Ôi nó nè. Đụng nó có sao không ta? Bắt nó lên mà hơi nhát nhát. Cho nó bám lên đây. Ở đây kìa, đuổi mấy con này ra bên đi cho cả nhà coi, chuyên một mình nó cho nó rõ. Ui đuổi nữa nè. Cái giò nó dạng ngoằng luôn, không khác nè. Ôi lạ dữ vậy nè. Ôi nhiều lắm này luôn nè. Con gì vậy? Nhưng mà cái con này nó lạ nhất luôn nè. Rồi con này luôn. Ôi nè, con này nó bự hơn nè. Rồi đen con nữa. Trời ơi, đúng là nước mặn này, thế giới nước mặn này nhiều con lạ thiệt luôn á. Ôi nè trời, thật sự hôm nay là Mẫn khá là bất ngờ luôn, bất ngờ dữ dằn, bất ngờ luôn. Hôm nay thăm quá trời toàn là con lạ lạ không luôn. Như cái con này Mẫn kêu đại là Mẫn không biết, thì cứ kêu là tưởng nó con ghẹm hay con cua gì ha, tưởng đâu là con ghẹm hay con cua gì á chứ. Mà sao mà nó ngộ dữ vậy nè, rồi không biết nói sao luôn, mà cũng không biết kêu con gì luôn. Cô chú biết, cô chú nhắn cho cô chú bình luận cho Mẫn biết nha. Trời ơi, Mẫn thì chỉ biết mấy con cá bóng này thôi à, mà nội chỉ rồi không mới biết. Mà Mẫn lựa được có nhiêu đây à, thì Mẫn đùa cái này ra. Cái tôm bên đây còn nhiều lắm luôn. Rồi con lươn em bé nữa nè, con lịch em bé nữa nè, con tôm nữa nè. Tép nhảy. Không biết sao luôn. Rồi vô đây là đủ thôi. Lạnh. Ý là Mẫn mặc áo tay dài á, mà gió thổi lạnh quá trời. Cái này Mẫn bỏ lên trên nắp chuồng. Bay đi.
vô nhà, rồi đi vô nhà chổng mày, rồi đi về chổng cái mình cá rồi mình tắm rửa đây ha. Quá lạnh này. Hôm nay gió dữ lắm, gió. Mẫn về tới nhà rồi nha. Mẫn vừa về tới nhà rồi nha cả nhà. Giờ thì Mẫn mặn mớ cá này đi. Ô xinh. Mỹ ăn xinh luôn. Bữa nay con lựa được mớ tép nè mà toàn là dính con gì đâu không mẹ ơi. Dính con lạ lạ không luôn á. Bỏ lên cái nóc chuồng vịt của ông nội vậy. Nói chung là cá ngon không nha cả nhà. Trời ơi nhiều lắm, nhiều cá lắm. Ôi trứng không luôn nè mẹ. Nè dăng tới bụng luôn nè. Quá đã luôn. Cái này kho sao cũng được. Nói chung là hôm nay coi như Mẫn cũng được một mẻ kho nha cả nhà. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn á, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo huệ Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Dạ Mẫn ngồi Mẫn mừng từ từ. Rồi, bụng toàn là trứng không nha. Trứng con cá này ăn ngon dữ lắm. Nó cứng ăn ngon dữ lắm nè. Quá trời luôn. Im dữ dằn im luôn.